bi kịch gia đình. Những uất ức dồn nén. Thì ly dị đi, tôi không muốn sống với anh nữa. Ly dị đi. Tôi sẽ hành hạ con cho tới chết. Mời quý vị đón xem Ký sự pháp đình, lỗi lầm xưa cũ, phát sóng lúc 16:40 ngày 3 tháng 8 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.